này nhất đánh giá là cũng có cơ hội tương đối sáng. Giai đoạn vừa qua thì tuần trước thì chia sẻ anh chị tương đối nhiều các cổ phiếu bất động sản rồi. Trong nhịp này cổ phiếu bất động sản hầu hết nó hồi lên được tầm khoảng 10 đến 15%. Ít thì cũng phải tầm khoảng 5% rồi. Đó. Như L14 này, Novaland này, PDR này, TCH này, KDH này. Thì nhịp này nhất đánh giá những cái cổ phiếu nó vẫn còn quanh những cái vùng hỗ trợ, anh chị có thể là xem xét những nhịp rung lắc thì vào được. Ví dụ như HQC này, HDC này, LDN này. Đó. Đồng HDC này. Đó, nếu mà lắc lại quanh tầm khoảng 32.633 là cũng chơi được này. Rồi NDN này, đúng không ạ? Đó, quanh cái vùng mà trung bình giá của nhà đầu tư tầm khoảng 3 tháng rưỡi ấy. Kênh tăng thì nó vẫn duy trì được kênh tăng, đúng không ạ? Biên độ tăng giá tốt, lực cầu vào tốt thì những nhịp ở trung bình giá quanh tầm khoảng 10.8, 11 anh chị cũng có thể đánh được. Ít nhất một nhịp đâu đó là đánh lên quanh tầm khoảng 11.8, thậm chí là vùng 12 là cũng có thể đánh được. Nghe nhá. Đó, ở đây thì còn rất nhiều cổ phiếu, thì nhất gợi ý cho anh chị một vài cổ phiếu tốt nhất ở trong nhịp này thôi. Đó. Và dầu khí thì nhịp này thì BSR thì phím anh chị nhịp trước rồi, đúng không? Cách đây tầm khoảng 4-5 phiên rồi, đúng không? Quanh vùng này rồi, đúng không? Quanh vùng 18 này, cộng trừ trong nhịp này rồi, thì nhịp này thì đánh PVT nó ổn hơn, anh chị. Đó, PVT này, đang vùng trung bình giá của nhà đầu tư tầm khoảng 6 tháng gần nhé. Đúng không? Kênh xu hướng thì vẫn là kênh xu hướng tăng. Đó. Đang xu hướng giảm ở trong trung hạn, nhịp này đang bước vào một cái chuyển hóa từ một cái xu hướng giảm tích lũy là bắt đầu một cái xu hướng tăng trong trung dài hạn rồi. Và nhịp điều chỉnh này nó cũng về đến cái vùng trung bình giá của nhà đầu tư tầm khoảng 2 năm gần nhất. Đó, 2 năm gần nhất. Quanh cái vùng giá tầm khoảng 21 cộng trừ. Nó như vậy thì 21.65 này, anh chị nhặt dần dần quanh tầm khoảng 21. Đó. Quanh vùng này là cũng ok, nhịp này là khả năng lình xình tích lũy sâu thì cũng không sâu nữa, đang vẫn giao dịch trên tầm khoảng 21. Đó, cái trung bình giá của nhà đầu tư 6 tháng vừa qua thì nó đang ở quanh tầm khoảng 21. Đó. Nhịp vừa qua nhặt PVT vùng này tương đối khó, thậm chí nhặt xong thì vẫn phải cắt ở trong ngắn hạn, thì tầm này về tầm khoảng 21.6 là cũng có thể đánh được. Đó, thì chị Vân Hóa thì nếu giả sử như kịch bản rung lắc tích lũy thì chưa chắc PVT nó đã điều chỉnh theo thị trường, thậm chí nó còn đi ngược thị trường trong giai đoạn tới. Ở vùng này vùng hỗ trợ cũng tương đối mạnh. Rồi, tiếp theo thì banh ở trong nhịp này có khá nhiều cổ phiếu banh. Trong nhịp vừa qua cũng chia sẻ anh chị về cổ phiếu banh rồi, đó. Đó, một số cổ phiếu như EIB này. Tím anh chị tuần trước này, đúng không? Đó, hiện tại nó bật tăng được đâu đó tầm khoảng 7 đến 8%. Đúng không ạ? Cái danh mục này chia sẻ anh chị tuần trước này. EIB, MSB này, rồi một số cổ phiếu như ACB này, HD Bank này. Đó. Thì nhịp này thì những cổ phiếu này nó hồi lên rồi, nó không còn phù hợp để mình mua giá xanh nữa. Ít nhất thì cái nhịp tới nó phải rung lắc. Thì vị thế trong ngắn hạn nó sẽ ổn hơn để anh chị có thể thiết lập những vùng quản lý rủi ro. Thì trong nhịp này thì nhất gợi ý cho anh chị cổ phiếu HD Bank này nha. Đó. Đây là cái vùng trung bình giá của nhà đầu tư tầm khoảng 6 tháng gần nhất. Đó. Với kênh tăng đối với HD Bank thì vẫn duy trì được kênh tăng, đúng không? Kết thúc một xu hướng giảm này, biên độ tăng giá tốt này, lực cầu tham gia vào tốt này, nó cho thấy dấu vết của những dòng tiền lớn. Họ vẫn đang nằm trong đối với HD Bank và chưa có tín hiệu nào là thoát ra cả. Đúng không? Kết thúc xu hướng giảm này, biên độ tăng giá mạnh, khối lượng thanh khoản gia tăng lớn này. Đối với những cái phiên bật tăng này, họ những nhịp điều chỉnh nhưng khối lượng bán ra không nhiều. Thì đối với HD Bank nó vẫn duy trì được trên kênh tăng. Đúng không ạ? Vẫn duy trì được trên kênh tăng. Và mỗi lần nó điều chỉnh về quanh cái vùng hỗ trợ này, đó, nó đều bật tăng lên này. Và nhịp này nó điều chỉnh về vùng hỗ trợ mạnh luôn. Vẫn duy trì được kênh tăng. Đó. Với nhịp giảm điểm nhưng áp lực bán ra không nhiều, thậm chí là những cái động lực hồi phục này, có lực cầu tham gia vào cũng khá là tốt. Đó. Nhịp này cầu tham gia vào chưa quyết liệt, nhưng chỉ cần có lực cầu tham gia trở lại thôi, rất dễ là HD Bank nó trở lại tích lũy quanh tầm khoảng 16.7. Thậm chí có thể tiến lên vùng đỉnh cũ tiếp tục một kênh tăng. Cho nên là ít nhất cổ phiếu này tạm thời, những cổ phiếu mà nhất chia sẻ anh chị trong ngắn hạn giai đoạn này thì trước mắt mình đánh cà phê, cà pháo cũng như là tây cộng cái đã. Đó. Với thị trường nó đang tích lũy mà. Đó. Vì cái nhịp điểm nhặt thuận lợi đối với rất nhiều cổ phiếu trong giai đoạn vừa qua thì cách đây tầm khoảng 3-4 phiên thì nó cũng chạy được tầm khoảng 10 đến 15% thì cái cơ hội trung hạn nó mới sáng. Còn những cổ phiếu mà nó đang lình xình tích lũy ở trong nhịp này, thị trường đi lên tầm khoảng 50 điểm rồi.
mà nó chưa tăng lên nhiều thì khả năng gì trước mắt mình đánh cái nhịp ngắn hạn đã. Đó. Có thể lên quanh tầm khoảng 16.8 đến 17 trong giai đoạn tới. Thì nhá, đối với cổ phiếu bank ở trong nhịp này thì gợi ý cho anh chị HD Bank trong nhịp này nữa. MSB cũng được anh chị nhá, MSB này. 13.2, 13.3 này, nếu là sự nó lắc về này. Rồi, cổ phiếu đầu tư công này. Đầu tư công thì nhịp này thì nhất mới nhặt KSB thôi. Mới chia sẻ anh chị CTD là phiên ngày hôm qua hôm kia mà nó chưa tăng ấy. Rồi. Đoạn KSB này. Phiên hôm trước thì đâu đó room khuyến nghị của nhất nhặt ở trong cái giá tầm khoảng 27.5, 28 này. Đó. Cái phiên đúng cái dâu lến này. 27.5, 28 này. Nhịp này cũng đi lên được đâu đó là khoảng 6-8% rồi. 6-8% gì đây. Thì nhịp này đối với cổ phiếu là mới bắt đầu có tín hiệu lực cầu tham gia này. Đó. Thì nhịp này nhất gợi ý cho anh chị cổ phiếu CTD nha anh chị nha. 60-61 nếu có lắc lại thì đâu đó tầm khoảng 60-61 anh chị đánh lên một nhịp quanh tầm khoảng 71 được. Đó. 69-71 gì đó. Kênh tăng đối CTD thì nó vẫn duy trì được. Đó. Nhịp vừa qua thì nhất chờ hơi sâu, đúng không? Chờ hơi sâu trong nhịp này. Đó. Cứ chờ nó đâu đó quanh tầm khoảng 53 để cover lại, nhặt được cover lại trong nhịp này. Còn nếu giả sử như CTD trong giai đoạn tới có 54 thì là đẹp nhất. Nhưng nhịp này khó, nếu giả sử thị trường tích lũy lình xình đi lên thì khả năng CTD nó đi lên tầm khoảng 68 đến 70 là tích lũy này. Vẫn duy trì được kênh tăng, nhịp này là nhịp điều chỉnh trong trung hạn bởi vì nhịp vừa qua nó chạm cái vùng mây tương đối là mạnh này. Quanh tầm khoảng 78. Đó, vùng mây tương đối là mạnh, vị thế tăng cũng yếu. Nên cái vùng cản trung hạn này khó mà đi lên được xa. Để mà nhặt thì phải kiên nhẫn chờ những nhịp này nữa. Giai đoạn vừa qua là nhất cũng không đánh CTD quanh vùng này nữa. Cơ hội mà đi lên trong ngắn hạn cũng có, nhưng mà cái rủi ro trong trung hạn nó cao, thì chờ những nhịp điều chỉnh như này mới đánh lại được. Rồi HBC nữa. HBC đúng không? Hôm trước thì trên live stream cách đây tầm khoảng 2 phiên nhất chia sẻ anh chị này, CTD vùng này anh chị có thể nhặt được, đúng không? HBC này. Nó tích lũy một cái nền đáy tương đối là dài, đúng không? Tích lũy một nền đáy tương đối là dài. Đó. Và trong cái nhịp này tầm khoảng 2 tháng gần đây, biên độ tăng giá tốt, lực cầu tham gia tốt, có câu chuyện của HBC mà mình chưa biết, nhưng mà chỉ nhận diện được là có dòng tiền và lực cầu tham gia. Và với cái biên tích lũy tương đối dài như này thì một khi là HBC nó bước vào sóng thì nó cũng tăng tương đối mạnh như vậy nhá. Thế nên nhịp này HBC nó có rung lắc quanh tầm khoảng 10 chấm cũng như là tầm khoảng 9.7 anh chị nhận được. Đó, chuẩn bị trước vị thế anh chị nhá đối với HBC. Ok em Nhất, chào toàn thể anh chị đang xem live nhé. Anh chị theo dõi live stream thì nhớ giúp em Nhất một like nhé. Giúp em Nhất thả giúp em Nhất một quả like, một like bên dưới cũng như là thả quả tim ở bên dưới. Ủng hộ em Nhất cái nhé anh chị nhé. Đặc biệt anh chị có mã cổ phiếu là cần sự hỗ trợ, anh chị có thể là bình luận phía bên dưới phần top chat. Giúp em Nhất cái nhé. Đặc biệt anh chị nào chưa có room khuyến nghị, tham gia room khuyến nghị mà đồng hành cùng anh em thì anh chị có thể là liên hệ với em Nhất qua số điện thoại này. Hoặc là cái mở tài khoản số đẹp này, đó, chọn số đẹp này, rồi tham gia room giao lưu này, hỗ trợ hỏi đáp hàng ngày này, kể cả cuối tuần anh chị nhé. Tiếp đến là đăng ký tham gia room khuyến nghị này, Nhất gửi lại ở phía bên trên này. Đó. Để đồng hành và tham gia cùng anh em những room khuyến nghị trong ngắn hạn và trung dài hạn trong giai đoạn tới chị nhé. Nó quản lý cho anh Mục, cho anh chị một cách rõ ràng cụ thể như này.